Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn trưa hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2021 và ngày mai là ngày 8 tháng 3 rồi, ngày quốc tế phụ nữ, ngày của các chị, các em, các dì, các má, các bà. Thì nhân đây em cũng xin kính chúc đến toàn thể cô chú, cô chị, dì, mợ, chị em, nói chung là tất cả những phụ nữ, những em gái có một ngày ngày lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng là một ngày đặc biệt, có những cái rất là bất ngờ, rất là vui tươi đến với toàn thể các cô dì, chị em. Và trưa hôm nay thì em có hẹn đi uống cà phê với người bạn ở khu vực quận 6 này. Rồi sẵn đây chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây. Ở đây là không phải quận 6 mà đây là khu vực đường Hồng Bàng, quận 11. Ở đây cũng là con đường lục tỉnh năm xưa và con đường này đi thẳng ra xa cảng miền Tây. Đi qua bên kia cây cầu là qua bên kia là khu vực Phú Lâm. Ở đây có quán cà phê Nhật Nguyệt cũng rất là đẹp, rất là mát. Rồi sau khi xong thì mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đến một cái khu vực mà em cũng vừa tiếp nhận cái cuộc điện thoại chia sẻ của cô chú anh chị. Thì sẵn tiện đây thì em dẫn anh chị đi đến con đường đó là con đường Hàng Hải Nguyên. Đường Hàng Hải Nguyên là một con đường nối liền từ Nguyễn Thị Nhỏ ở khu vực Chợ Lớn cho đến khu vực đường Phú Thọ, cũng là cuối đường, là đường Hàng Hải Nguyên là đường cùng ha. Để đi đến con đường Hàng Hải Nguyên xuất phát từ Hồng Bàng cũng như Lục Tỉnh này, chúng ta sẽ đi thẳng đến cái một bên cây gõ, rồi mình sẽ vòng trở lại qua bên con đường Phú Thọ bên cánh trái nè, rồi mình sẽ đi qua con đường Hải Nguyên. Thì thuận tiện chúng ta sẽ view lại vài căn nhà ở con đường Hàng Hải Nguyên này, trong đó có nhà số 176 để theo lời yêu cầu của cô chú anh chị. Và con đường Hàng Hải Nguyên này trải qua bao thăng trầm của lịch sử, thì được đổi tên từ đường số 46 và đường Văn Vĩnh Quang, rồi sau đó thành Hàng Hải Nguyên qua mấy thời kỳ, và ngày nay cuối cùng là Hàng Hải Nguyên. Bên cánh phải anh chị và các bạn đó là con đường Hoàng Lê Kha. Cái đường Hoàng Lê Kha này đi ra khu vực ra Lò Gốm. Rồi chúng ta sẽ xuất phát từ đây, rồi mình sẽ dạo một vòng ha, để xem khu vực này ngày hôm nay nó như thế nào. Chắc có lẽ rất lâu rồi cô chú anh chị chưa có dịp về đây, thì mình sẽ nhìn thấy những hình ảnh này cảm thấy rất là bỡ ngỡ, tại vì ở đây thay đổi rất là nhiều. Và ngày xưa không có cái cây cầu vượt này, ngày nay thì có cây cầu vượt này rồi, thì đỡ cái việc ùn tắc kẹt xe. Thẳng con đường Hồng Bàng này chúng ta sẽ đến An Đông, chợ An Đông. Khu vực này cũng là nơi rất quen thuộc của chú có nickname Tiên Liễu, Tiến Liêu. Đây là số 800 mấy Hồng Bàng rồi. Ngày xưa ở đây có nhà sách, và ngày nay vẫn còn, đó là nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Ngày xưa ở đây là ngày xưa của khoảng mười mấy 20 năm về trước ha. Còn trước đó nữa thì ở cái thời của rất nhiều cô chú, chắc là nhìn không ra ở cái đoạn này. Bên cánh phải là cái đình Phú Lâm, mới vừa chạy qua rồi, định lia camera qua nhưng mà phải dừng lại thì lại kẹt xe. Nếu mình quẹo trái ở giao lộ Minh Phụng này thì sẽ đi ra Bình Thới đó. Mình sẽ không có quẹo trái Bình Thới, Minh Phụng, mà mình sẽ quanh trở lại con đường Lục Tỉnh để mình đi vào con đường Phú Thọ, đi thẳng hướng
lúc nãy thì chúng ta sẽ đi đến An Đông, rồi hướng bên đây là theo cái hướng cầu này là sẽ đến đường 3 tháng 2 cũng như là Trần Quốc Toản ngày xưa. Khu vực ngày nay thì rất là thay đổi. Rồi chúng ta tiếp tục. Ở đây có rất là nhiều chùa. Ở đây đó chùa Quế Lâm, và đối diện chùa Quế Lâm ở bên đường đó là chùa Tuyền Lâm, rồi đình đình Phú Lâm. Không hiểu sao đình Phú Lâm ở dưới để là số 47 Nguyễn Phạm Tuấn, nghĩa là không hiểu sao, nghĩa là người đặt tên cái đình này là Nguyễn Phạm Tuấn hay sao, hay là ngày xưa con đường này là con đường Nguyễn Phạm Tuấn, hay là cái đình nó nằm ở trong cái số 47 Nguyễn Phạm Tuấn. À, tại vì ngay cái cổng á có để cái chữ, chắc có lẽ xa quá anh chị nhìn không ra, nhìn không tới. Đó, đem zoom lại nha. Rồi thẳng hướng này mình sẽ đi về xa cảng miền Tây. Sài Gòn bây giờ là gần 1 giờ trưa. Bên cánh phải chúng ta có đường Phú Thọ. Mình sẽ quẹo phải Phú Thọ một xíu nữa, đến giao lộ Hàng Hải Nguyên Phú Thọ. Thì ở đây đoạn này là đoạn cuối đường. Không biết cô chú anh chị có hình dung được cái khu vực quận 11 ngày hôm nay của chúng ta như thế nào hay không. Nhà cửa thì san sát nhau, có nhà lớn, nhà nhỏ. Nhưng mà cái điểm đặc trưng vẫn còn, đó là lưới điện, những cái trụ điện vẫn còn. Có các con đường khác thì hầu như bây giờ lưới điện thì âm hết rồi, âm dưới lòng đất hết rồi. Thì trong tương lai thì chắc có lẽ sẽ thay đổi nữa. Những ngôi nhà của ngày xưa, những kiến trúc của ngày xưa nè. Đối với con đường Phú Thọ ngày hôm nay thì chúng ta thấy điểm đặc trưng là có rất là nhiều me, những cây me có cả trái luôn. Chim hót líu lo, rất là nhiều trái me luôn á. Nhưng mà tại vì con đường này không có lớn nên thành ra cũng có một hàng cây bên cánh phải thôi. Bên cánh trái thì nhà san sát nhau, thỉnh thoảng thì có một vài cây nên thành ra mình thấy nó rất là nắng. Mấy nay thì ở Sài Gòn nhiệt độ khoảng như hôm nay là 35-36 độ C. So với thời điểm ở lúc Tết thì khoảng 30, hai mấy 30 độ, 29, 30. Rất là nóng luôn. Mấy ngày nay thì rất là dễ bị sốc nhiệt nếu mà mình ở trong máy lạnh mà đi ra đường. Nắng kinh khủng. Vất vả cho những anh chạy để ráp, chạy Uber, làm giao hàng đó. Rất là vất vả. Nắng nôi đó, những anh chạy áp nè. Chúng ta đi tới tí đó là giao lộ Hàng Hải Nguyên với lại Phú Thọ. Đi qua bên kia là đường Lạc Long Quân. Lạc Long Quân song song với Hàng Hải Nguyên đó, đèn đèn đỏ xích tới tí. Nếu mình quẹo trái con đường Hàng Hải Nguyên thì sẽ đi đến đường cùng. Mình sẽ quẹo trái nha, để anh chị thấy những con đường ở những căn nhà ở cuối đường ngày hôm nay nó như thế nào. Và nếu mà ngày xưa của chú anh chị có ở khu này thì chắc có lẽ cũng hình dung. Không biết đâu trong những hình ảnh này thì lại có những kỷ niệm của chú anh chị. Bên cánh phải là số 370 và bên cánh trái là số 427. Đây số 386 có châm cứu bấm nguyệt nữa nè. Ồ, trong đây.
này rộng quá ha. Đây có cái dừa ve chai. À, đây vô cái hẻm. Rồi chúng ta bắt đầu đi từ đường này, đầu đường cho tới cái thị nhỏ ha. Đây có cái nhà cơ sở trang nhã. Khi mà nói đến con đường này thì điểm đặc trưng của con đường này ở thời xưa thì bán rất là nhiều thùng phi. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta đi thử ở đây xem ngày hôm nay như thế nào ha. Trưa nay chắc có lẽ hình ảnh nó rất là rõ đây. Em sẽ chạy thật chậm để anh chị nhìn cho rõ ha. Số bên trái là số chẵn nè. 344 rồi. Và bên phải là số 387. Nhà cửa ngày nay thì rất là lớn, rất là đẹp. Đây có tiệm vàng Mai Kim Ngân Mai. Phía bên cánh trái ở cuối đường, con đường Hàng Hải Nguyên này là khu vực chợ Bình Thới. Ở đây cũng rất là gần với chợ Bình Thới. Ngày nay thì ở đoạn này là ở đoạn gần với chợ nên mình chưa thấy thùng phi thì nhiều ha. Nhưng mà mình thấy gian hàng bán trái cây, bán vàng rất là nhiều. Và con hẻm này đi thông ra chợ luôn nè. Bên cánh phải chúng ta đó là hẻm 343 Hàng Hải Nguyên. Hẻm này sẽ trong tương lai là sẽ phóng hẻm, hẻm có lộ giới 8m. Ngày nay những căn nhà ở trong các hẻm, ở những con đường thì rất là đắt giá. Nhà ở đây khoảng 7-8 tỷ là bình thường ở trong hẻm ha. Đây hẻm lớn không ạ. Và đây là giao lộ Minh Phụng, Minh Phụng với lại Hàng Hải Nguyên. Nếu quẹo phải thì chúng ta sẽ đi ra bụng bên cây gõ. Quẹo trái thì ra khu trường tập bắn ngày xưa ở Bình Thới. Nhị Tỳ nữa. Khu vực này thì tập trung người Hoa rất là đông. Quận 5 với quận 11. Trưa nay trời nắng kinh khủng. Ồ, nói chuyện hồi để tới số mấy rồi. Tới số 266 rồi. Mình đi chút xíu nữa nha. Hôm nay là chủ nhật nên thành ra tranh thủ đi dạo mấy vòng để chia sẻ với anh chị và các bạn vài hình ảnh ở khu xóm. Thưa vì bữa giờ thì mình chỉ đi buổi tối thôi. Hôm nay mình mới thấy mặt trời nè. Bên phải là số 275 rồi. Con đường này là cũng một trong những con đường mát vì cây cối chúng ta thấy rất là lớn. Bên cánh trái anh chị đó là số 244. Không biết ngày nay cô chú anh chị có hình dung được cái con đường này hay không. Con đường xe cộ không có tấp nập, không có hối hả như cái con đường ở chợ lớn. Thấy nhà cửa đây rất là lớn, rất là yên bình. Hồi xưa thì chắc có lẽ rất là nhiều cái cửa hàng bán thùng phi, nhưng mà ngày nay thì mình thấy con đường này, theo em, tại vì em không có ở khu vực này nên thành ra không có biết con đường này chuyên về cái gì. Nếu mà cô chú anh chị ở đây thì cho em xin cái comment ha, để các bạn trẻ khi mà xem hoặc là những ai có nhu cầu đến con đường
hàng Hải Nguyên thì cũng biết ở đó có cái gì. Và đây là giao lộ Thái Phiên. Thái Phiên nếu quẹo phải thì sẽ ra Lục Tỉnh cũng như là Hồng Bàng ngày nay. Ở đây thì bán đồ nhựa rất là nhiều luôn nè, thùng nhựa, cửa hàng bán đồ thùng phi, thùng nước. Tới số 196 rồi. Bên dãy này nha, chúng ta nhìn chút xíu nữa nha. Đây có cái hẻm số 186. Số là sẽ số lùi. 176 ngày nay là shop bán ốc kiểu của các loại xe, xe máy. Chúng ta nhìn tổng quát thôi nha. Ở trên này có trồng sứ, xịt sơn thượng nữa nè. Không biết anh chị có nhìn ra căn nhà này hay không, không biết ngày xưa là nó có như thế này hay không. Và đối diện nhà của chúng ta đó là hẻm số mấy đây, không có để số. 200 197. Nhà ở đây là 201 201, đây là 199. Ở đầu hẻm có bán cơm, 193 bán cà phê, ở đây bán nước đắng 24 vị. Và phía kế bên căn nhà chúng ta có một ngân hàng chính sách xã hội cạnh một con hẻm. Phía sau đây là xóm đất, phía sau đường Hàng Hải Nguyên là xóm đất. Con đường rất là mát, đi con đường này thì rất là thích. Có lẽ ở đây chuyên bán cái thùng phi là thùng nhựa này nè, rồi thùng dầu đó, thùng phi thùng dầu ngày xưa nữa. Ở đây cửa hàng Thu Nga nè, Thu Nga rồi Thanh Trúc, các loại thùng này nè, rất là nhiều luôn ha. Xen vào đó là những cửa hàng sửa xe máy, nâng cấp độ xe, bảo trì. Đây là hẻm một số 155. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Mấy lúc trước thì em cũng có đi dạo vô những cái hẻm ở đây để anh chị nhìn lại khu xóm, mà lúc đó thì chưa có tìm được. Rồi theo lời chia sẻ của chú anh chị thì em cũng có vài thông tin, không biết có nên hồi sẵn đây thì chúng ta cũng đi luôn đi ha. Ở đây cũng gần cuối đường rồi nè, mình sẽ đi vô khu xóm hẻm 157 đi, hồi nãy 157, 155, 151. Lúc trước em đi cái đường này em tìm số nhà 157-77-1Q, nhưng mà em đi vô cái hẻm 157 mình tìm không có ra. Thì theo lời chia sẻ anh chị em vô hẻm 151 ở cuối hẻm quẹo phải thì sẽ thấy. Thì giờ hôm nay sẵn tiện đây thì chúng ta tới luôn ha.
đúng là ở đây là chuyên bán thùng phi, thùng nhựa nè. Ở đây là ngũ hành, miếu ngũ hành. Đó, quá trời thùng luôn nè. Mình sẽ đi vô hẻm 151 bên cánh trái. Tiếp tục nha, con đường chuyên về thùng phi. Đó, thùng phi. Quá trời. Đây, bên cánh trái anh chị và các bạn đó là hẻm 151. Bữa thì em đi vô tới đây rồi. Thì nói đi bộ hoài mà chưa có dịp đi, thì hôm nay sẵn tiện đi đây thì chúng ta cùng đi khám phá. Hẻm 155 với 157 cũng thông nhau luôn á. Hôm bữa em đi vô đây rồi tới cái chỗ quẹo phải đâu ta. Đường mà tháng 2 luôn rồi. Bị hố giống bữa nữa rồi. Đó, ta quành trở lại nha. Vô cái hẻm 151 thông qua 157. Đây là 151 hẻm 42. Đây là 1-9 xẹt 28. Đây là 151 xẹt 20. 157 nè, bên đây có 157 nè. Để em xem lại coi địa chỉ đúng không. 157-77-1Q. Chia sẻ thì ở đây đây là 157 xịt. Xịt 8. Ở đây 157 xịt 8 chứ không có 177. Không có 77. Gọn không qua những lệnh này của chú anh chị cũng hình dung được ha. Ở đây là hẻm khác rồi. Ở đây là hẻm 197 rồi. Rồi chúng ta vòng trở lại, hy vọng là anh chị cũng hình dung được cái khu xóm 157 này.
tại vì địa chỉ bây giờ cũng thay đổi đó. Ở đây thì không có tới địa chỉ 77 mà 158, 157 xuyệt 8 xuyệt 11, và bên trái là số chẵn, bên phải là số lẻ. Rồi chúng ta đi ra ngoài thôi. Chào, video ngày hôm nay đến đây chắc xin được khép lại. Một số hình ảnh ở trong khu xóm 157. Nhưng mà rất tiếc là địa chỉ hình như đã thay đổi rồi, không có số 157 xuyệt 77, chỉ có số 157 xuyệt 8. Và trong đó có những dãy nhà bên trái và bên phải. Và hôm nay rất là vui khi thực hiện cái video clip này gửi đến anh chị và các bạn, tại vì những cái comment, những cái yêu cầu của anh chị em cũng rất là lâu rồi mới có dịp thực hiện. Và nhân đây em xin kính chúc đến toàn thể anh chị lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo ở Sài Gòn nha. Đường nắng ghê chưa? Quá trời.